Ngày 21 tháng 3, Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thông tin vừa cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân có dị vật được xác định là con lươn dài 30 cm trong ổ bụng. Cụ thể, tối ngày 20 tháng 3, bệnh nhân nam, 34 tuổi quê Lạng Sơn, đang lao động tại địa phương, nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng không rõ nguyên nhân. Qua siêu âm, chụp X-quang đã phát hiện hình ảnh dị vật trong ống tiêu hóa gây thủng ruột, có biến chứng viêm phúc mạc ruột. Sau hội chẩn, kiếp trực bệnh viện đã chỉ định mổ lấy dị vật, cắt đoạn đại trực tràng hoại tử, làm hậu môn nhân tạo. Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, trưởng khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà cho hay, đây là ca bệnh hy hữu, quá trình phẫu thuật bác sĩ lấy ra dị vật là con lươn dài 30 cm. Không rõ nguyên nhân bệnh nhân mắc dị vật này. Sau ca mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, đỡ đau bụng và đang tiếp tục đảm bảo dịch truyền, dinh dưỡng và kháng sinh phối hợp, theo dõi nếu có vấn đề phát sinh. Bác sĩ Hùng cho biết thêm, biến chứng khi bị dị vật đường tiêu hóa rất nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, gây thủng nội tạng chảy máu, áp xe tại chỗ, nhiễm trùng máu, thậm chí gây tử vong.